Một lần nữa xin mời quý vị sẽ cùng đến với chị Hai Thu Hường. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và ngày sau đây xin mời quý vị lắng nghe ca khúc của mang tên Hát về Thái Bình. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Về thăm quê hương Thái Bình, nơi tôi sinh ra ở đó, có bên nữa cây đa sân dinh, có lời mẹ ru âu ơ. Câu hát ngân lên nhẹ sau nghỉ đứng, lời ru gân lên dẫu đi thiên nắng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.